Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với bản tin giao thông an toàn thứ năm ngày 19 tháng 10 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 21 giờ tối ngày 18 tháng 10, tại Bình Dương, một ô tô chạy với tốc độ cực nhanh bất ngờ tông liên tiếp 6 máy, khiến 9 người ngã văng ra đường, trong đó có 5 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra trên đường DT747, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Xe ô tô du lịch loại 4 chỗ mang biển kiểm soát 61A39790 do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển, lưu thông theo hướng từ Thái Hòa về Uyên Hưng. Khi xe lưu thông đến trước Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Phước thì bất ngờ tông vào 6 xe máy chạy theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 9 người ngồi trên xe ngã văng ra đường, trong đó có 5 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những người còn lại may mắn chỉ bị xây sát nhẹ. Tại hiện trường, 4 xe máy nằm ngổn ngang trước Ủy ban phường, 2 xe máy còn lại bị ô tô kéo lê về phía trước hơn 10 mét, tất cả các xe máy đều hư hỏng nặng, đầu ô tô bị móp méo, kính chắn gió bị bể nát. Theo anh Hạnh, người may mắn nhảy khỏi xe trước khi bị ô tô điên tông trúng, cho hay, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, anh thấy ô tô điên lao nhanh và lạng lách, và anh nhìn thấy nên anh đã vứt xe để bỏ chạy. Anh Hạnh cũng cho biết thêm tất cả những người đi trên xe máy đều là công nhân làm chung trong một công ty gần đó và đang trên đường về nhà sau giờ tăng ca thì gặp nạn. Liên quan đến việc trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa tỉnh Đồng Nai phải tạm dừng thu phí để ổn định tình hình an ninh trật tự, Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai mời tài xế dùng tiền lẻ mua vé đến làm việc. Theo nội dung trên giấy mời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một số ô tô có hành vi gây cản trở giao thông tại trạm thu phí quốc lộ 1A, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. PC67 Công an tỉnh Đồng Nai mời các tài xế có mặt lúc 9 giờ ngày 25 tháng 10 tại trụ sở PC67, gặp cán bộ tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt để phối hợp xác minh làm rõ tình tiết của vụ việc. Đại diện Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết mời khoảng 20 tài xế lên làm việc với mục đích là giáo dục, tuyên truyền là chính. Về nội dung trên giấy mời ghi một số ô tô có hành vi gây cản trở giao thông khiến tài xế phản ứng. Dựa trên cơ sở dữ liệu hình ảnh của cơ quan công an và trạm thu phí quay, trước đó ngày 5 tháng 10, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm nhằm phản đối vị trí đặt trạm, khiến giao thông qua đây bị ùn tắc, buộc phải ngừng thu phí. Hôm nay ngày 19 tháng 10, thì khu quản lý giao thông đô thị số 4 thuộc Sở Thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ thông xe cầu Nhị Thiên đường 1, quận 8 hoàn thành trước thời hạn 3 tháng. Công trình này góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực quận 5, 8, Chợ Lớn. Cầu có tổng chiều dài tuyến khoảng 800m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, chiều dài 161m, rộng 12m, tổng mức đầu tư dự án là hơn 163 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Sau khi thông xe từ 8 giờ 30 phút, hôm nay 19 tháng 10, các phương tiện được phép lưu thông theo hướng một chiều từ đường Tùng Thiện Vương qua cầu Nhị Thiên đường 1 để lưu thông về quốc lộ 50. Đây còn là công trình giao thông quan trọng nằm trên trục giao thông kết nối với quận 5, quận 8, huyện Bình Chánh và là điểm kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong quá trình thi công, đơn vị chức năng đã giữ nguyên và khôi phục các trụ đèn trang trí và biển tên cầu Nhị Thiên đường 1 cũ để ghi lại một giai đoạn hình thành và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn xưa. Thưa quý vị, sau một thời gian Uber, Grab xuất hiện tại Việt Nam thì các hãng taxi truyền thống đều lao đao. Sau sự thất bại của các phần mềm gọi xe, nhiều hãng taxi đã dán logo yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải dừng đề án thí điểm của Uber, Grab. Đi ngược với những phương pháp đấu tranh này thì hãng taxi Victory tại Hà Nội lại học hỏi lợi thế của taxi công nghệ kết hợp với những lợi thế của taxi truyền thống sau khi xin được chấp thuận áp dụng taxi vẫy với giá là 7.500 đồng giờ thấp điểm. Hãng taxi này tiếp tục xin triển khai dịch vụ đi chung xe. Đây là công văn vừa được hãng taxi Victory gửi đến Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó có ghi rõ, sau khi nghiên cứu dịch vụ GrabShare và UberPool với mong muốn bổ sung thêm phương pháp kinh doanh mới phù hợp với xu thế thị trường, mang lại lợi ích cho khách hàng cũng như hiệu quả kinh doanh tốt cho doanh nghiệp, hãng Victory đã có chủ trương triển khai dịch vụ taxi chia sẻ với mức giá 5.000 đồng trên 1 km. Mục đích là xin hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội biết để được hướng dẫn, giải đáp và trả lời giúp doanh nghiệp có thể triển khai dịch vụ này tại thị trường Việt Nam. Khi triển khai dịch vụ taxi chia sẻ, chúng tôi tin chắc chắn là sẽ làm được điều đó, bởi vì là khi mà đã sử dụng cái dịch vụ taxi chia sẻ này thì cái giá thành, cái giá mức giá cước và khách hàng được hưởng sẽ càng thấp hơn nữa. Cái giá mà dự kiến của chúng tôi đưa ra đó là 5.000 đồng trong 1 km nếu như khách hàng sử dụng dịch vụ taxi chia sẻ. Thật ra thì chúng ta cũng không nên ngăn cản, bởi vì là cái hình thức Grab xe thì nó cũng rất là tốt.
đối với cả người, đối với khách hàng và người tiêu dùng. Chỉ có điều là chúng ta phải làm sao có những cái quy định của pháp luật để cho người ta tuân thủ theo quy định pháp luật Việt Nam thôi. Dịch vụ đi chung xe là dịch vụ cho phép người dùng chia sẻ chuyến xe với một hành khách khác có cùng hướng đi. Bằng cách này, hành khách vừa có thể giảm được chi phí đi lại, vừa có những hành trình thú vị. Nó giúp hành khách giảm giá thành, tài xế tăng thu nhập. Dịch vụ này cũng đang được Grab áp dụng dưới hình thức Grab Share. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải chưa cho đơn vị này triển khai vì cho rằng nó vi phạm điều kiện kinh doanh và quy định pháp luật. Sáng nay 19 tháng 10 tại Hà Nội, thì Uber đã chính thức ra mắt trung tâm hỗ trợ đối tác lớn nhất Việt Nam có tên là Green Light Hub tại phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng trong quá trình xâm nhập thị trường của hãng này. Tại Green Light, Uber nghiên cứu để cải thiện quy trình làm việc, đề xuất thêm tính năng hỗ trợ và nâng cao chất lượng trải nghiệm của tài xế đối tác, ví dụ như tính năng cho phép đối tác đặt lịch hẹn từ trước giúp giảm thời gian chờ đợi. Đây là cơ hội thuận lợi cho tài xế đối tác đăng ký gia nhập Uber cũng như giúp các tài xế đối tác lâu năm thuận tiện hơn trong việc giao dịch, giải quyết vấn đề phát sinh. Mình tham gia đối tác cho Uber được khoảng 1.5 năm rồi. Từ khi bắt đầu rồi tới bây giờ có cái trung tâm hỗ trợ lớn này thì không chỉ riêng anh mà còn các đối tác khác sẽ cảm thấy rất là hào hứng và thoải mái, và mỗi khi có những cái vấn đề gì lên đây là cần hỗ trợ, nó sẽ được hỗ trợ rất là nhanh và chu đáo. Việc mở trung tâm này là một sự cam kết của Uber sẽ phát triển bền vững tại Việt Nam. Ở đây chúng tôi nhìn về tương lai của Uber sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển. Chúng tôi tự tin và cam kết sẽ tiếp tục phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới. Sau hơn 1.000 ngày hoạt động thông qua ứng dụng Uber, các tài xế đối tác của Uber đã tạo ra hành trình dài hơn 322 triệu km, tương đương với 99.000 lần chiều dài đất nước Việt Nam. Việc mở Green Light Hub là một bước tiến lớn nhân dịp kỷ niệm 3 năm chính thức có mặt tại Việt Nam và đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Uber trên hành trình phục vụ các hành khách Việt. Và tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, trên cầu vượt Thái Hà, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH mang biển số Bắc Ninh chở 3 nam thanh niên di chuyển theo hướng từ phố Tây Sơn về ngã tư Sở. Khi đi đến giữa cầu vượt ngã tư Thái Hà, Tây Sơn, chiếc xe này xảy ra va chạm với một xe máy khác di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến cả 4 người ngồi trên hai xe máy bị hất văng xuống đường. Hậu quả khiến hai người bị thương rất nặng, một người tử vong tại chỗ, người còn lại may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vào lúc 16 giờ 15 phút chiều ngày 18 tháng 10, xe ô tô con mang biển kiểm soát 38A08218 và xe tải biển kiểm soát 38C10176 lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Khi qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, do tránh đàn bò ngang qua đường, xe ô tô con bất ngờ phanh gấp khiến xe tải đâm vào phần hông xe con. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe con mất lái, tông nhiều tấm chắn giữa đường, bẹp hẳn một phần bên trái. Hai người ngồi sau xe ô tô con thoát được ra ngoài, nhưng tài xế bị mắc kẹt trong xe. Sau gần 30 phút, người dân mới phá được cửa xe để giải cứu tài xế. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ. Trước thực trạng gia tăng lưu lượng phương tiện đổ về du lịch Sapa dịp cuối tuần, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành lệnh cấm các xe từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 4D vào các ngày cuối tuần để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, các xe ô tô 40 trở lên vẫn ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ 4D đoạn từ thành phố Lào Cai, Sapa vào những ngày cấm, gây mất an toàn giao thông. Từ ngày 15 tháng 8, Lào Cai cấm xe tải từ 40 trở lên trên quốc lộ 4D, riêng chiều từ Lai Châu, Lào Cai cấm xe từ 30 trở lên, trừ xe chở xăng dầu, xe chở hàng cứu trợ, xe bưu chính sẽ ưu tiên theo quy định. Thị trường hàng không 9 tháng đầu năm 2017 tiếp tục có sự tăng trưởng cao cả về sản lượng hành khách và hàng hóa. Đáng lưu ý, hãng hàng không mới nổi Vietjet có mức tăng trưởng cao nhất với sản lượng vận chuyển đạt 12,6 triệu khách, tăng 27,8%. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thị trường vận tải hàng không Việt Nam hiện có sự tham gia khai thác của 60 hãng hàng không nước ngoài đến từ 23 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng với 3 hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines,
Vietjet Air và Jetstar Pacific hiện đang khai thác 114 đường bay quốc tế đi đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hải Phòng, Đồng Hới. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Nghị định 86 sửa đổi ban hành, trong đó quy định niên hạn taxi ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 8 năm, còn các địa phương khác là 12 năm, đã khiến rất nhiều hãng taxi lo lắng. Sự bất đồng nhất niên hạn taxi giữa các tỉnh thành không chỉ khiến các hãng taxi bất bình mà còn nảy sinh nhiều bất cập khác, thậm chí là thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng mánh khóe, lách luật của các doanh nghiệp vận tải nhằm quay ngược đầu xe hết niên hạn trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động. Chiếc xe taxi biển kiểm soát 29A-29715 này được sản xuất năm 2010, tức là chỉ còn hơn 2 tháng nữa là xe này tròn 8 năm sử dụng. Và nếu dự thảo sửa đổi Nghị định 86 được thông qua, chiếc xe này sẽ không được phép hoạt động nữa. Với việc kinh doanh taxi là chạy rất chi là nhiều, đâm ra là nó cũng xuống, thế nó kém chất lượng, các cái chân côn chân ga nó rất hiền lặng. Mấy thứ hai là các cái phanh hệ thống an toàn là không cao. Đi thì nó không thể, cảm giác nó mệt hơn rất nhiều so với một chiếc xe mới ạ. Theo thống kê, chỉ riêng hãng Thanh Nga từ đầu năm đến nay đã thanh thải ra ngoài 50 chiếc xe taxi cũ. Việc thanh thải taxi cũ là điều hết sức bình thường, thậm chí với các hãng lớn, xe mới sử dụng 6 đến 7 năm đã được loại bỏ nhằm tăng cạnh tranh với các hãng khác. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tất cả những chiếc xe được sản xuất từ năm 2010 đều không được gia hạn vào cuối năm nay. Vậy tính niên hạn như thế nào khi có một chiếc xe sản xuất đầu năm trước thì cuối năm? Theo đó, nguy cơ 88 hãng taxi tại Hà Nội sẽ mất khoảng 20% đến 30% xe hết niên hạn sử dụng mà chưa có điều kiện thay thế. Thì nó tạo ra một cái lỗ hổng lớn là để khi cho các cái hãng taxi phải đào thải những cái xe đó ra để thay đổi thì nó lại đưa về các cái địa phương để làm xe hợp đồng hoặc là xe cái tăng kinh doanh taxi, như vậy là rồi thì lại có hiện tượng nhân tạo đã có là đã quay về Hà Nội để hoạt động. Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ việc bất nhất trong niên hạn taxi tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành khác, khi một bên niên hạn là 8 năm, một bên niên hạn tận 12 năm. Không chỉ thế, hiện Hà Nội vẫn chưa có chế tài cụ thể đối với các xe tỉnh ngoài và hoạt động tại thủ đô. Đây chính là lỗ hổng lớn về mặt pháp lý khiến một số doanh nghiệp vận tải dễ dàng lách luật. Cái xe đó vẫn còn công năng sử dụng, vẫn còn được đăng kiểm, vẫn còn được nhà nước cho lưu hành, thì cái xe đó vẫn được phép kinh doanh, nhưng không được kinh doanh ở hai cái địa bàn đô thị lớn đặc biệt như vậy, thì người ta phải đưa về các tỉnh để người ta hoạt động, và người ta lại xin cấp phép ở các tỉnh cho phép được hoạt động, bởi vì luật cho phép thì có thể là người ta lại quay trở lại những cái thành phố và đô thị đó để người ta lại hoạt động. Thì chúng ta cũng chưa thể giải quyết được cái câu chuyện là cái số lượng phương tiện nó ùn tắc. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cần đồng nhất niên hạn taxi giữa các tỉnh thành hoặc có chế tài đủ mạnh để kiểm soát các xe đã về quê còn quay đầu ra phố. Nếu không, đây rất có thể là một quy định dù chưa được ban hành đã có thể thấy trước cái kết không mấy tốt đẹp. Bản tin giao thông an toàn thứ năm ngày 19 tháng 10 của kênh VTC14 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.
Thank you.